Đó, giờ nghe tiếng hú chưa? Nè, bên đây nghĩa địa nè, mọi người thấy ớn lạnh chưa? Là hồi nãy tụi mình đi vô đây một lần, giờ bắt buộc tụi mình phải đi vô đây một lần nữa. Lúc đi vô thì hai đứa nói là không sợ gì hết, nhưng mà vô đó đã có một chuyện rất kỳ lạ xảy ra. Đó là cái lỗ tai nghe nó bị rớt mất. Kiếm được là tới sáng. Mình nghĩ nó rớt đi nước thôi, tại hồi nãy thì nó rớt chứ có. Đó. Đó, tới giờ chó nó hú hét rồi. Nó làm tăng thêm sự kích thích của sự ma mị. Cái tai nghe iPod của bạn Sơn, lúc vô bạn ấy nói là không sợ, không sợ. Vô cái rớt cái đó là thấy bắt đầu sợ rồi đó. Giờ là mất cái đó là không nghe, nghe phone được. Hồi nãy rớt trên cầu nào? Cầu này hả? Nhiều cầu lắm. Cầu này là cầu nhỏ. Cầu này rớt là xong nè. Ma trả lại nè. Cảm ơn. Hên chưa, được ma trả lại luôn. Rớt xuống nó vô cái khe là mất rồi, đúng không? Đúng rồi. Ok, ta hiểu. Giờ đã sợ ma chưa? Không phải sợ mà bị nãy nó. Nãy rồi đúng không? Đúng. Hồi nãy vô không sợ ma đúng không? Đúng rồi. Tự nhiên mất đồ liền. Rớt đồ liền. Vậy đó đây ma hiền á. Chứ ma giữ là cho mất luôn đúng không? Đúng. Ma ở đây tốt bụng quá. Thôi ma ở đây ráng tu đi. Tu cho thoát khỏi kiếp ma. Hay quá. Thấy ấn lạnh chưa? Không lạnh mà thấy. Thấy bây giờ hiểu cuộc đời mình phải làm sao. Rồi có tai nghe đeo lại rồi đó. Chảnh lên lại rồi đó.